Trên mạng nhiều người kỳ khôi lắm mấy chị. Nhiều người kỳ khôi là gì? À, xem sao nhập ngũ, vào xem phần comment, thấy nhiều người chửi Duy Khánh một cách vô lý. Mấy ba mấy má, mọi người chửi Duy Khánh ấy, chứng tỏ mọi người chả hiểu cái mẹ gì về showbiz cả. Thứ nhất em chỉ nói với chị này, xưa nay em vẫn nói, xem những chương trình truyền hình thực tế, mọi người chỉ xem được 1/1000 của những điều thực tế. Một tập truyền hình thực tế là nó phải quay trong một ngày. Một ngày và một người, một máy quay theo một người, cũng như cuộc đua kỳ thú, họ trải qua sinh hoạt bao nhiêu thứ. Mỗi một người đều có một máy quay, một caramen, à cùng một cameramen đi theo. Chúng ta xem những chương trình truyền hình thực tế, làm ơn để chúng ta relax, để thoải mái hơn. Nên chúng ta đừng có đặt nặng vấn đề đánh giá người khác trên bất kỳ phương diện nào. Chửi Duy Khánh là gì? Làm màu quá lố, không xem Diệu Nhi mùa trước à, thế này thế kia. Các bạn kỳ quá à. Các bạn xem không có nghĩa là người ta xem. Các bạn xem Diệu Nhi mùa trước không có nghĩa là Duy Khánh nó sẽ xem Diệu Nhi mùa trước. Đâu phải ai cũng rảnh. Thứ nhất là không phải ai cũng rảnh để xem lại. Cái thứ hai là không phải ai cũng như các bạn. Cái thứ ba phải nhớ, chương trình diễn ra là khi Hà Nội rất lạnh, ngoài Bắc rất lạnh. Tâm lý của một con người, người ta đi đến một vùng đất mới, người ta đi quay hình, người ta lạnh. Và các bạn phải hiểu này, bệnh của nghệ sĩ là ăn đêm, nên chuyện người ta chuẩn bị đồ thêm, ăn thêm là chuyện bình thường. Nên đến khi mà người ta có mang theo đồ ăn này, đồ ăn kia cũng bình thường thôi. Cái thứ hai, à cái thứ tư là việc người ta mang theo kem chống nắng các thứ, người ta cũng nghĩ là bình thường, cũng không có gì để chúng ta phải chỉ trích cả. Đó. Nên em xem cái sao nhập ngũ ở góc độ là cười tay đái ra quần. Còn mình xem đấy. Chị Thùy Giang ơi, chị hơi đâu xem em chi cho mệt vậy chị? Em lốc chị liền này chị. Chị comment một câu em không nói là em đã không thích cọp đọc cái comment của chị rồi. Trang ơi, hơi đâu mà nói chi cho mệt. Em thích nói, chị hiểu không? Em thích nói để mở mang đầu óc cho một số người. Những người nào ghét em thì ghét em thêm. Những người nào chưa hiểu về họ thì sẽ hiểu hơn. Người ta chỉ nghĩ đơn giản thôi là quay chương trình xong, hết giờ quay chương trình giống như quay phim á, là họ được nghỉ ngơi. Thì chuyện họ mặc một bộ đồ ngủ của họ là chuyện bình thường. Có vấn đề gì đâu mà mọi người phải căng thẳng đến mức độ như vậy. Mọi người căng thẳng thì chương trình cũng quay rồi, họ cũng về với cuộc sống của họ rồi, họ vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Bạn càng chửi họ thì chỉ thể hiện bạn thấp kém. Cái nhu cầu sinh hoạt của mỗi con người khác nhau. Các bạn chịu cực chịu khổ được không có nghĩa là người ta sẽ phải chịu cực chịu khổ được như các bạn. Chương trình nó sẽ bắt con người ta phải rèn giũa trong quân ngũ, rèn cho con người tác phong quân đội. Họ tham gia chương trình đấy, họ có không làm được cái thử thách, họ cũng không chết và không bị trừ lương. Cái tiền cát xê của người nhất của chương trình đó cũng không thấm bõ gì với vài đôi giày họ mang cả. Họ trải nghiệm. Nên chúng ta là người xem
hãy xem mở tâm thế vui vẻ lên, relax đi. Tôi xem mà tôi cười chấn thương, cười nội thương cơ. Nên mới nói là chúng ta là một khán giả xem truyền hình, hãy xem nó ở góc độ là một cuộc vui thì các bạn sẽ thấy cực kỳ thú vị. Tôi thấy rằng Duy Khánh nó trả lời cái cười chấn thương sọ não đó, cười nhất là em đói quá, mà chương trình nó làm hiệu ứng em đói quá. Bởi vì sao? Họ bay xuống, mọi người nhìn nhá, họ bay rồi họ di chuyển từ Hà Nội à đi lên Bắc Giang, cười muốn sái quay hàm. Con Băng Phạm mày comment nhiều câu tao không nói rồi tao lốc mày liền. Con Băng Phạm nhiều khi nó comment những câu nó tưởng là vui tính. Ăn đi mẹ, tao của mày đâu có thân quen đâu. Tao thích ăn là việc của tao, không ăn là việc của tao. Câu đấy tao đã không thể nói rồi. Họp Atifan F0 đi chị, lốc liền. Hải Phương ơi, mua canxi cho người bao nhiêu tuổi em? Các bạn xem truyền hình thực tế xem vui thôi, đừng căng thẳng quá nhiều. Cây hài là ông Duy Khánh là chuyển từ xưa nay rồi. Mà buồn cười là ông ấy cố tỏ ra nghiêm túc, mà cái mặt ông ấy không thể nghiêm túc được. Còn bà Hòa Minzy thì sao trời? Em muốn đi hát, em đi em mang vô, để nếu có chương trình ca nhạc tập kỹ, ca nhạc em trình diễn ấy, em hát em mặc cái váy này. Cái váy này nó cũng dài đến gót chân em. Ý ra đều là bộ đồ của em, là không ở hang đó. Cười muốn nội thương với bà Hòa Minzy. Tôi cười muốn nội thương. Thề năm ngoái á, xem sao nhập ngũ vì Diệu Nhi, cười tay đái. Năm nay thì có cặp đôi vàng trong làng hài hước à. Có một bạn mà mình cực kỳ thích. À có hai bạn mình cực thích. Đó là bạn Cara và bạn Độ Missy. Hai bạn đấy nếu không làm nghệ thuật thì với tinh thần đó sẽ làm hai chiến sĩ rất là nghiêm túc quật cường. Cara, ê con bé mặt rất xinh và dễ thương nha. Mặt mộc rất xinh và dễ thương. Trời ơi, ông Khánh, ông ấy là người kỹ tính. Nên cái chuyện ấy, tôi thấy Duy Khánh mang từng đấy đồ là rất khi bình thường. Bởi vì ấy, tôi suy từ cái thể loại đàn ông tính như tôi này. Đàn ông tính như mình, đi Hà Nội 3 ngày thì mang 4 cái túi, 7 đôi giày. Bởi vì mang mười mấy bộ đồ. Và rút cục, chỉ đi trên chân một đôi giày. Bộ nào cũng chỉ mang đôi giày đấy. Cái tính là lo xa, sợ không có đồ mặc. Mang rõ nhiều đi. Trời ơi, nó nóng quá thì mặc cái áo mỏng. Nó hơi lạnh lạnh xe xe mặc cái áo choàng cardigan. Nó rét nữa ta mặc một cái áo phao. Mang mẹ cả tủ quần áo đi mấy bà. Nên đừng có trách họ. Hải Phương ơi, em sẽ mua canxi Mỹ 690.500 viên. Nhắn tin vào Pay đang livestream dùm chị. Nên chúng ta xem cho vui thôi. Còn bà Minh Tú làm hot, cứng cáp bao nhiêu, bản lĩnh bao nhiêu, lên trên chương trình lắp ba lắp bắp. Tại vì sao biết không? Tâm lý như kiểu học sinh gặp cô giáo á. Tâm lý con Tú là sợ. Sợ lên chương trình nghiêm túc, hài hước như chị Thúy Liễu, bị quay lên sóng bị chửi, lên dáng chỉ huy trưởng, mặt rất căng thẳng đó. Buồn cười bởi vì sao? Tâm lý họ căng thẳng vì họ sợ một chương trình nghiêm túc quá, nói sai dại mồm là chết khổ.